Chào mừng mọi người trở lại với channel của tôi. Và đây là tựa game Don't Starve Together. Đây là một tựa game sinh tồn đỉnh cao mà tôi đã chơi rất là lâu. Và sau đây là series hướng dẫn toàn tập về trò chơi này. Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Ở giai đoạn đầu mình sẽ chơi nhân vật Winona. Khả năng đặc biệt của cô nàng là chế tạo máy bắn đá và đèn pha. Chúng ta chỉ cần quan tâm đến máy bắn đá. Đây là một loại vũ khí cực kỳ mạnh, với nguyên liệu chế tạo cực kỳ rẻ. Và cái năng lượng để chạy nó thì chỉ có là những thứ cực kỳ dễ kiếm và hư hại, như là ni tre và các viên ngọc. Ở đầu game thì chúng ta chỉ cần đi thu nhặt cỏ, cành cây và đá lửa là chính. Mình tìm thấy một hố giun và bắt đầu nhảy vào đó, không quá xa khu vực bắt đầu, nhưng cũng có còn hơn không. Mình tìm được một cây nhân sâm là nguyên liệu chính để chế tạo ra vũ khí mạnh nhất game, sáo ngũ. Đi lên quanh thì mình tìm thấy được một cái gương đỏ nằm kế bên tổ nhện. Mình nhảy vào đó để loot thật là nhanh, sau đó rồi té. Không quá xa khu vực đó là bọn heo và nhện đang bê cai với nhau, sẵn máu nhiều chuyện trong người. Mình nhảy vô ăn hôi một tí. Đi xuống phía nam là mình bắt gặp một làng heo, trong đó có rất nhiều nhà heo. Và đặc biệt là ông vua heo, ổng sẽ sẵn sàng trao đổi vàng cho mình chỉ với thịt và các trang sức. Mình không quên thu thập gỗ để chế tạo máy khoa học. Đi được một lát mình thấy một khu vực gọi là bàn cờ. Ở nơi đây sẽ xuất hiện một trong ba con là xe, mã và tượng. Bạn chỉ có thể chiến đấu với con mã đầu game, vì con xe và con tượng khá là mạnh và trâu. Ở góc phía tây thì chúng ta tìm thấy được một mỏ đá. Mình cần khai thác vàng ở đây để chế máy khoa học. Mình chế tạo luôn một cây giáo để sẵn sàng bay cao với bất cứ thứ gì trước mặt mình. Mình khai thác rất là nhiều vàng để sẵn dùng vào sau này. Mình tìm thấy được một con thằn lằn cỏ. Khi nó bị giật mình thì nó sẽ rơi ra cỏ, đỡ công chúng ta nhặt rất là nhiều. Mình tìm thấy được một dấu chân. Khi đi theo nó thì chúng ta sẽ tìm thấy được một trong ba con vật sau đây: voi, sói và cừu. Chúng ta chỉ cần quan tâm đến con voi thôi, vì đó là nguồn thịt đầu game. Còn sói và cừu là hai con gây nguy hiểm cho chúng ta. Đi được một lát thì mình tìm được con voi. Để đánh với nó thì chúng ta phải dụ nó vào góc lắc mới đánh được, tại vì nó sẽ chủ động chạy xa khỏi mình mà không tấn công. Để hạ con voi này thì rất là đơn giản thôi, chỉ cần đợi nó tấn công, sau đó lùi về một ô, đánh liên tục 5 cái và tiếp tục né thêm một lần nữa, lặp đi lặp lại đến khi nó chết. Cái hoạt cảnh đòn đánh và tốc độ đánh của nó khá là chậm, không nên sợ gì hết. Khi hạ gục nó thì chúng ta sẽ được 8 thịt đùi và một cái vòi voi. Đây là nguồn thịt khổng lồ giai đoạn đầu. Cái vòi voi của nó thì chúng ta có thể làm áo ấm. Ở xung quanh đây có khá là nhiều bò. Đây sẽ là nguồn thịt chính trong tương lai. Và mình tìm thấy một khu vực bàn cờ. Ở đây chỉ có duy nhất một con mã. Và mình không mang giáp nên mình nổi hứng BK với nó luôn. Giai đoạn đầu khá là mượt, nhưng không hiểu vì ở những phút cuối thì mình đánh tàn hồn con, nó đánh tàn chúng. Nhưng cũng may mắn thắng được nó. Mình tìm thấy được một cái quả trứng màu xanh, mình lụm từ trong tổ chim và mẹ của nó dí theo mình. Mình định chạy và tha cho con mẹ. Nhưng nó cứ dí mình hoài. Sau đó mình thả trứng xuống và BK luôn. Cái con này khá là dễ đánh, bạn cần đợi nó quýnh và chúng ta né về một ô và đánh hai cái, lặp đi lặp lại cho đến khi nó chết. Ở trong clip thì mình chỉ có thể quýnh một phát thôi, tại vì mình không mang giáp. Trong công cuộc mở map thì mình phải đi qua khu vực đầm lầy. Đây là khu vực nguy hiểm nhất game. Có xúc tu, nhện và người cá, cực kỳ nguy hiểm. Và mình may mắn nhặt được khá là nhiều đuôi heo. Đuôi heo thì dùng để chế tạo vũ khí và giáp. Mình tìm thấy được một bọn dê, nhưng đầu game mình không thể quýnh tụi nó được vì tụi nó cứ chạy hoài. Ở gần đó thì chúng ta tìm thấy được một làng ong khá là lớn, với rất nhiều ong vàng và ong sát hữu. Ong sát hữu sẽ chủ động đánh mình mà không cần lý do gì hết. Vì thiếu gỗ và đá để xây nhà nên mình phải mượn tạm từ nhà của mấy anh heo. Mấy anh heo thì rất vui vẻ vì điều đó. Và mình tìm được một nơi rất thích hợp để xây căn cứ. Phía tây là ốc đảo, phía bắc là một cánh rừng lớn có nhiều tổ nhện và bò, phía nam là sa mạc có lông gùi ở đó, còn kế bên mình là ông vua heo, có cả hấu giun và hang gần đó. Quá tuyệt cho một căn cứ. Và chế tạo cây chĩa và bắt đầu xúc sàn nhà để xây căn cứ. Đang xúc giữa chừng thì bị mấy con sói tấn công, nhưng có mấy anh heo bảo kê, quá tốt. Để chế tạo căn bếp thì mình cần một lượng lớn than, mà than thì ở đâu? Phải đốt rừng thôi. Và mình cũng không quên đập nhà heo để lấy nguyên liệu. Chúng ta cần 36 cục than để chế tạo 6 cái bếp. Đầu game thì bạn cũng không cần nhiều bếp vậy đâu, nhưng mình là con người cầu toàn và bị OCD. Và mình cũng không quên đi xúc hết nền và đập hết cẩm thạch ở khu bàn cờ gần đó để về lót nền. Chế tạo nồi thì mình cần phải hiêm rất là nhiều cành cây nên mình đi thu nhặt. Để chế tạo căn bếp hoàn chỉnh thì bạn phải cần đặt 6 cái nồi cực kỳ ngay ngắn và theo hình tròn. Nếu bạn không có mod để căn chỉnh thì để đặt vuông vức thì khá là khó. Khi bạn đặt được mô hình giống mình thì bạn có thể đặt một tủ lạnh ở giữa và một lúc tương tác đến 6 cái nồi, nấu một lần đến 6 món. Đó, mình đang tương tác đến 6 cái nồi chỉ bằng một cái tủ lạnh ở giữa. Sau đó mình nổi hứng đi quýnh bò. Đầu tiên mình phải dụ nó ra khỏi bầy. Bắt đầu quýnh, đợi nó hút và quýnh 5 cái và giật về. Cứ lặp đi lặp lại cho đến khi nó chết. Có hoạt cảnh đòn đánh của nó y chang con voi, không khác gì hết. Và lượng máu cũng tương tự. Con bò là nguồn thịt nhiều nhất ở đầu game, và tụi nó đẻ cũng nhiều nữa. Sau đó mình chế tạo một cái chuông bò để bắt đầu dụ bò đi tách lẻ tụi nó. Đặc điểm của bọn bò này là tụi nó sẽ đi theo cái chuông này đến cung trời của đất, nên mình dụ ra khỏi bầy. Và từng bước diệt sạch từng con. Đang chặt cây thì mình tìm được một bông hoa và có con ruồi đi theo. Đem nó về thôi. Nhưng không hiểu đến sáng hôm sau tại sao tự nhiên nó chết. Quèo. Sau đó mình đào gốc cây và gốc cỏ về để trồng. Đây là hai nguyên liệu không bao giờ là đủ. Mình dùng cúp để đập cái miệng hang và chui xuống đó lấy bóng đèn. Lấy một ít sữa chuồn lên mặt đất gấp. Ở dưới đây lâu không an toàn. Sau đó mình chế tạo cực kỳ nhiều hàng rào. Để chế tạo một khu vườn trồng cỏ và cành cây. Còn vấn đề về phân bón thì mình cho con heo ăn 4 cục thịt quái để nó biến thành heo sói, và chúng ta đặt rau củ dưới chân nó. Nó sẽ liên tục ăn và thải phân ra cho mình. Sau đó mình đi lấy sậy và đổi vàng với ông vua heo để chế tạo ra cái lồng chim. Và bạn biết hiếu gì không? Đúng rồi đó, hiếu chim. Chúng ta phải cần bắt chim, và để bắt chim thì chúng ta phải cần bẫy chim. Bẫy chim thì được chế tạo bằng tơ nhện, nên chúng ta phải đi giết nhện. Mình cắm mặt một buổi để farm tơ nhện. Sau khi vừa chế tạo bẫy chim, mình đặt xuống đất và gần đó có một cái hạt giống. Mình lấy mình đặt vào luôn để bẫy cho nhanh. Năm giây sau, chim đã dính bẫy. Mình bắt được một con quạ và cho vào lồng. Chim trong game này chỉ cần cho ăn thịt là đẻ ra trứng nha. Rất là nhiều trứng. Và sau đó mình dùng số trứng để chế ra cái món mạnh nhất game. Vừa rẻ vừa dễ kiếm, sủi cảo. Ăn một lần hồi 40 máu với công thức là một thịt, một rau và một trứng để sẵn sàng win boss. Sau đó mình đi hứng nước để về tưới cây. Công cuộc làm vườn khá là vất vả khi chơi solo. Sau đó mình chế tạo giáp, vũ khí đầy đủ để quýnh con boss đầu tiên của series, Eye of Terror. Đây là con boss của bên Terraria, chỉ cần chuột phải vào cái cục Terrarium mình lụm ở đầu game, nó sẽ xuất hiện một con boss. Con boss này khá là dễ đánh nhưng cho đồ khá là ngon. Quýnh con này thì không cần chiến thuật vậy đâu, bạn nhấn nút F để quýnh thôi. Hết máu thì bạn ăn để hồi phục, không có gì đặc biệt hết. Sau mỗi đòn đánh của nó sẽ lướt để tấn công mình, và sau khi mỗi lần lướt thì nó sẽ đẻ ra mấy con nhỏ để đánh phụ, nhưng chúng ta không quan tâm đâu, quýnh con bự là được. Sau khi nó mất tầm 40% máu thì nó sẽ qua phase 2. Con mắt sẽ biến thành cái miệng và nó sẽ lướt nhiều hơn, tấn công nhiều hơn. Mình quýnh khi đến sáng thì nó chuồn mất. Nhưng không sao, ở đêm tiếp theo chúng ta có thể quýnh tiếp được. Mình gọi nó ra, 5 giây sau nó lên bảng điểm số. Khi nó chết nó rớt ra lòng trắng trứng gà để chế tạo kem hồi sanity khá là ổn. Và đặc biệt là cái mũ của nó. Cái mũ này chỉ số y chang cái mũ làm từ da heo, nhưng chúng ta có thể sửa được bằng cách cho ăn. Nói chung là cái nón này là độ bền vô hạn. Và đó cũng là hết tập 1 của ngày hôm nay. Nếu các bạn thích video này hãy để lại một like và subscribe cho mình để mình tiếp tục series này nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.